Năm đó là năm 2805. Con người vừa sinh ra đã luôn nằm trên ghế. Bọn họ đã mất đi khả năng đi thẳng và đi lại. Tại vì mọi thứ đều có robot trợ giúp, cũng không biết kết quả này là tốt hay xấu. Wei bám theo X đến căn phòng bí mật. Đây là phòng của cơ trưởng. Bây giờ có một chuyện quan trọng cần phải tuyên bố. Robot dò tìm sự sống ở trái đất, cũng tức là X, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã đem kết quả về. Hệ thống auto nói đã kiếm được trên người X một mầm cây đến từ trái đất, là lúc nên hành động rồi. Là thế này, 700 năm trước, con người vì muốn sinh tồn quyết định rời khỏi trái đất đầy rác, bắt đầu cuộc sống ở ngoài không gian. Tổng thống lúc đó đã đưa ra một quyết định, để lại một nhóm robot dọn dẹp rác trên trái đất, cho đến khi phát hiện sinh vật sống thì con tàu vũ trụ mới có thể quay về trái đất. Bây giờ đã đến lúc rồi. Auto cẩn thận kẹp lấy X, chuẩn bị mở buồng dự trữ. Cơ trưởng đang mong chờ một nôn nóng. Mầm cây mà cơ trưởng chưa từng thấy bao giờ, nhưng bên trong cơ thể X lại chẳng có gì cả. Chuyện gì vậy? Lúc nãy rõ ràng còn ở trong bụng. Auto đã đưa ra đáp án, nó bảo X bị lỗi bộ nhớ khi đến trái đất, quyết định đưa X đến phòng sửa chữa, sẵn dọn dẹp cả vật dơ bẩn đến từ trái đất. Wei, phòng sửa chữa. Wei chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Máy sửa chữa đã gỡ tay của X ra, rồi lại cắt đầu đi. Wei tưởng nó muốn làm hại X, dưới sự kích động nhất thời, nó đã cắt cánh cửa ngăn cách, xông vỡ cửa kính, giật lấy cánh tay của X, rồi vô tình tấn công ra phía sau, cả phòng sửa chữa đều bị hỏng. Hành động vô ý này của Wei vô tình đã cứu được rất nhiều. Robot đang được sửa chữa, cho nên nó cứ như một anh hùng. Được mọi người khiêm đi, nhưng trong mắt của GO4 thì ngược lại, đây là một tên gây rối, phải xử lý. Sau đó hai bọn họ bắt đầu trốn đi. Sau đó họ đã trốn vào một buồng lái. Khi bọn họ đang băn khoăn không biết có nên quay về trái đất hay không, thì vào lúc này đột nhiên có một con robot GO4 chạy vào. Con robot này đem theo mầm cây, muốn bắn buồng lái lẫn mầm cây đi để tự hủy. Ngoài anh ngây ngô vẫn chưa nhận ra tính quan trọng của vấn đề, đã vui vẻ chạy vào nhặt lấy mầm cây. Lần này tôi đã giúp cô tìm được thứ cần cho nhiệm vụ rồi. Sau đó cửa khoang đóng lại, buồng lái được bắn đi, tự khởi động chế độ tự hủy. Nhìn thấy cảnh này, X đã ngây người ra, nhưng không ngờ rằng Wei lại chưa chết, thậm chí còn giữ được mầm cây. Nó cầm theo bình cứu hỏa, nhảy múa với X trong vũ trụ. X đã hôn nó một cái đầy phấn khích. Bọn họ đã đem mầm cây vào buồng lái. Kết quả cơ trưởng béo này đã kích động cực kỳ. Cơ trưởng chuẩn bị quay về nhà ngay. Cơ trưởng đã thêm cho X một công cụ phát video ra bên ngoài. Đầu tiên là muốn xem thử trạng thái ở trái đất. Kết quả thứ xuất hiện trên màn hình lại là Wei. Cơ trưởng ra lệnh, lập tức cho tàu vũ trụ quay về. Không ngờ Auto lại bắt đầu làm phản, nói muốn phá hủy mầm cây. Nó đã nói với cơ trưởng, 700 năm trước con người các anh còn có một bí mật. Là thế này, tổng thống lúc đó đã từng ra lệnh bí mật với Auto rằng trên trái đất sẽ toàn là khí độc, kế hoạch dọn dẹp chắc chắn không thành công. Thay vì quay về xây dựng lại quê nhà thì chi bằng ở lại trong vũ trụ. Cho nên ông ấy đã cho Auto một chỉ lệnh cuối cùng, nội dung là con người mãi mãi không được quay về trái đất. Giờ đây Auto mới cố gắng ngăn cản họ như vậy, kiên quyết chạy. Năm đó là năm 2805. Con người vừa sinh ra đã luôn nằm trên ghế. Bọn họ đã mất đi khả năng đi thẳng và đi lại. Tại vì mọi thứ đều có robot trợ giúp, cũng không biết kết quả này là tốt hay xấu. Wei bám theo X đến căn phòng bí mật. Đây là phòng của cơ trưởng. Bây giờ có một chuyện quan trọng cần phải tuyên bố. Robot dò tìm sự sống ở trái đất, cũng tức là X, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã đem kết quả về. Hệ thống auto nói đã kiếm được trên người X một mầm cây đến từ trái đất, là lúc nên hành động rồi. Là thế này, 700 năm trước, con người vì muốn sinh tồn quyết định rời khỏi trái đất đầy rác, bắt đầu cuộc sống ở ngoài không gian. Tổng thống lúc đó đã đưa ra một quyết định, để lại một nhóm robot dọn dẹp rác trên trái đất, cho đến khi phát hiện sinh vật sống thì con tàu vũ trụ mới có thể quay về trái đất. Bây giờ đã đến lúc rồi. Auto cẩn thận kẹp lấy X, chuẩn bị mở buồng dự trữ. Cơ trưởng đang mong chờ một nôn nóng. Mầm cây mà cơ trưởng chưa từng thấy bao giờ, nhưng bên trong cơ thể X lại chẳng có gì cả. Chuyện gì vậy? Lúc nãy rõ ràng còn ở trong bụng. Auto đã đưa ra đáp án, nó bảo X bị lỗi bộ nhớ khi đến trái đất, quyết định đưa X đến phòng sửa chữa, sẵn dọn dẹp cả vật dơ bẩn đến từ trái đất. Wei, phòng sửa chữa. Wei chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Máy sửa chữa đã gỡ tay của X ra, rồi lại cắt đầu đi. Wei tưởng nó muốn làm hại X, dưới sự kích động nhất thời, nó đã cắt cánh cửa ngăn cách, xông vỡ cửa kính, giật lấy cánh tay của X, rồi vô tình tấn công ra phía sau, cả phòng sửa chữa đều bị hỏng. Hành động vô ý này của Wei vô tình đã cứu được rất nhiều. Robot đang được sửa chữa, cho nên nó cứ như một anh hùng. Được mọi người khiêm đi, nhưng trong mắt của GO4 thì ngược lại, đây là một tên gây rối, phải xử lý. Sau đó hai bọn họ bắt đầu trốn đi. Sau đó họ đã trốn vào một buồng lái. Khi bọn họ đang băn khoăn không biết có nên quay về trái đất hay không, thì vào lúc này đột nhiên có một con robot GO4 chạy vào. Con robot này đem theo mầm cây, muốn bắn buồng lái lẫn mầm cây đi để tự hủy. Wei ngây ngô vẫn chưa nhận ra tính quan trọng của vấn đề, đã vui vẻ chạy vào nhặt lấy mầm cây. Lần này tôi đã giúp cô tìm được thứ cần cho nhiệm vụ rồi. Sau đó cửa khoang đóng lại, buồng lái được bắn đi, tự khởi động chế độ tự hủy. Nhìn thấy cảnh này, X đã ngây người ra, nhưng không ngờ rằng Wei lại chưa chết, thậm chí còn giữ được mầm cây. Nó cầm theo bình cứu hỏa, nhảy múa với X trong vũ trụ.
Eve đã hôn nó một cái đầy phấn khích. Bọn họ đã đem mầm cây vào buồng lái. Kết quả cơ trưởng béo này đã kích động cực kỳ. Cơ trưởng chuẩn bị quay về nhà ngay. Cơ trưởng đã thêm cho Eve một công cụ phát video ra bên ngoài. Đầu tiên là muốn xem thử trạng thái ở trái đất. Kết quả thứ xuất hiện trên màn hình lại là Wei. Cơ trưởng ra lệnh, lập tức cho tàu vũ trụ quay về. Không ngờ Auto lại bắt đầu làm phản, nói muốn phá hủy mầm cây. Nó đã nói với cơ trưởng, 700 năm trước con người các anh còn có một bí mật. Là thế này, tổng thống lúc đó đã từng ra lệnh bí mật với Auto, rằng trên trái đất sẽ toàn là khí độc, kế hoạch dọn dẹp chắc chắn không thành công. Thay vì quay về xây dựng lại quê nhà, thì chi bằng ở lại trong vũ trụ. Cho nên ông ấy đã cho Auto một chỉ lệnh cuối cùng, nội dung là con người mãi mãi không được quay về trái đất. Giờ đây Auto mới cố gắng ngăn cản họ như vậy, kiên quyết chạy. Năm đó là năm 2805. Con người vừa sinh ra đã luôn nằm trên ghế. Bọn họ đã mất đi khả năng đi thẳng và đi lại. Tại vì mọi thứ đều có robot trợ giúp, cũng không biết kết quả này là tốt hay xấu. Wei bám theo X đến căn phòng bí mật. Đây là phòng của cơ trưởng, bây giờ có một chuyện quan trọng cần phải tuyên bố. Robot dò tìm sự sống ở trái đất, cũng tức là X sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã đem kết quả về. Hệ thống Auto nói, đã kiếm được trên người X một mầm cây đến từ trái đất, là lúc nên hành động rồi. Là thế này, 700 năm trước, con người vì muốn sinh tồn, quyết định rời khỏi trái đất đầy rác, bắt đầu cuộc sống ở ngoài không gian. Tổng thống lúc đó đã đưa ra một quyết định, để lại một nhóm robot dọn dẹp rác trên trái đất, cho đến khi phát hiện sinh vật sống thì con tàu vũ trụ mới có thể quay về trái đất. Bây giờ đã đến lúc rồi. Auto cẩn thận kẹp lấy ít, chuẩn bị mở buồng dự trữ. Cơ trưởng đang mong chờ một nôn nóng. Mầm cây mà cơ trưởng chưa từng thấy bao giờ, nhưng bên trong cơ thể ít lại chẳng có gì cả. Chuyện gì vậy? Lúc nãy rõ ràng còn ở trong bụng. Auto đã đưa ra đáp án, nó bảo ít bị lỗi bộ nhớ khi đến trái đất, quyết định đưa ít đến phòng sửa chữa, sẵn dọn dẹp cả vật dơ bẩn đến từ trái đất. Wei, phòng sửa chữa. Wei chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Máy sửa chữa đã gỡ tay của X ra, rồi lại cắt đầu đi. Wei tưởng nó muốn làm hại X, dưới sự kích động nhất thời, nó đã cắt cánh cửa ngăn cách, xông vỡ cửa kính, giật lấy cánh tay của X, rồi vô tình tấn công ra phía sau, cả phòng sửa chữa đều bị hỏng. Hành động vô ý này của Wei vô tình đã cứu được rất nhiều robot đang được sửa chữa, cho nên nó cứ như một anh hùng, được mọi người khiêm đi. Nhưng trong mắt của GO4 thì ngược lại, đây là một tên gây rối, phải xử lý. Sau đó hai bọn họ bắt đầu trốn đi. Sau đó họ đã trốn vào một buồng lái. Khi bọn họ đang băn khoăn không biết có nên quay về trái đất hay không, thì vào lúc này, đột nhiên có một con robot GO4 chạy vào. Con robot này đem theo mầm cây, muốn bắn buồng lái lẫn mầm cây đi để tự hủy. Wei ngây ngô, vẫn chưa nhận ra tính quan trọng của vấn đề, đã vui vẻ chạy vào, nhặt lấy mầm cây. Lần này tôi đã giúp cô tìm được thứ cần cho nhiệm vụ rồi. Sau đó, cửa khoang đóng lại, buồng lái được bắn đi, tự khởi động chế độ tự hủy. Nhìn thấy cảnh này, X đã ngây người ra, nhưng không ngờ rằng Wei lại chưa chết, thậm chí còn giữ được mầm cây. Nó cầm theo bình cứu hỏa, nhảy múa với X trong vũ trụ. X đã hôn nó một cái đầy phấn khích. Bọn họ đã đem mầm cây vào buồng lái. Kết quả cơ trưởng béo này đã kích động cực kỳ. Cơ trưởng chuẩn bị quay về nhà ngay. Cơ trưởng đã thêm cho X một công cụ phát video ra bên ngoài. Đầu tiên là muốn xem thử trạng thái ở trái đất. Kết quả thứ xuất hiện trên màn hình lại là Wei. Cơ trưởng ra lệnh, lập tức cho tàu vũ trụ quay về. Không ngờ Auto lại bắt đầu làm phản, nói muốn phá hủy mầm cây. Nó đã nói với cơ trưởng, 700 năm trước con người các anh còn có một bí mật. Là thế này, tổng thống lúc đó đã từng ra lệnh bí mật với Auto, rằng trên trái đất sẽ toàn là khí độc, kế hoạch dọn dẹp chắc chắn không thành công. Thay vì quay về xây dựng lại quê nhà, thì chi bằng ở lại trong vũ trụ. Cho nên ông ấy đã cho Auto một chỉ lệnh cuối cùng, nội dung là con người mãi mãi không được quay về trái đất. Giờ đây Auto mới cố gắng ngăn cản họ như vậy, kiên quyết chạy. Năm đó là năm 2805. Con người vừa sinh ra đã luôn nằm trên ghế. Bọn họ đã mất đi khả năng đi thẳng và đi lại. Tại vì mọi thứ đều có robot trợ giúp, cũng không biết kết quả này là tốt hay xấu. Wei bám theo X đến căn phòng bí mật. Đây là phòng của cơ trưởng, bây giờ có một chuyện quan trọng cần phải tuyên bố. Robot dò tìm sự sống ở trái đất, cũng tức là X sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã đem kết quả về. Hệ thống Auto nói, đã kiếm được trên người X một mầm cây đến từ trái đất, là lúc nên hành động rồi. Là thế này, 700 năm trước, con người vì muốn sinh tồn, quyết định rời khỏi trái đất đầy rác, bắt đầu cuộc sống ở ngoài không gian. Tổng thống lúc đó đã đưa ra một quyết định, để lại một nhóm robot dọn dẹp rác trên trái đất, cho đến khi phát hiện sinh vật sống thì con tàu vũ trụ mới có thể quay về trái đất. Bây giờ đã đến lúc rồi. Auto cẩn thận kẹp lấy ít, chuẩn bị mở buồng dự trữ. Cơ trưởng đang mong chờ một nôn nóng. Mầm cây mà cơ trưởng chưa từng thấy bao giờ, nhưng bên trong cơ thể ít lại chẳng có gì cả. Chuyện gì vậy? Lúc nãy rõ ràng còn ở trong bụng. Auto đã đưa ra đáp án, nó bảo ít bị lỗi bộ nhớ khi đến trái đất, quyết định đưa ít đến phòng sửa chữa.
sẵn dọn dẹp cả vật dơ bẩn đến từ trái đất. Wee, phòng sửa chữa. Wee chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Máy sửa chữa đã gỡ tay của X ra, rồi lại cắt đầu đi. Wee tưởng nó muốn làm hại X, dưới sự kích động nhất thời, nó đã cắt cánh cửa ngăn cách, xông vỡ cửa kính, giật lấy cánh tay của X, rồi vô tình tấn công ra phía sau. Cả phòng sửa chữa đều bị hỏng. Hành động vô ý này của Wee vô tình đã cứu được rất nhiều. Robot đang được sửa chữa, cho nên nó cứ như một anh hùng, được mọi người khiêm đi. Nhưng trong mắt của GO4 thì ngược lại, đây là một tên gây rối, phải xử lý. Sau đó hai bọn họ bắt đầu trốn đi. Sau đó họ đã trốn vào một buồng lái. Khi bọn họ đang băn khoăn không biết có nên quay về trái đất hay không, thì vào lúc này đột nhiên có một con robot GO4 chạy vào. Con robot này đem theo mầm cây, muốn bắn buồng lái lẫn mầm cây đi để tự hủy. Wee ngây ngô, vẫn chưa nhận ra tính quan trọng của vấn đề, đã vui vẻ chạy vào nhặt lấy mầm cây. Lần này tôi đã giúp cô tìm được thứ cần cho nhiệm vụ rồi. Sau đó cửa khoang đóng lại, buồng lái được bắn đi, tự khởi động chế độ tự hủy. Nhìn thấy cảnh này, X đã ngây người ra, nhưng không ngờ rằng Wee lại chưa chết, thậm chí còn giữ được mầm cây. Nó cầm theo bình cứu hỏa, nhảy múa với X trong vũ trụ. X đã hôn nó một cái đầy phấn khích. Bọn họ đã đem mầm cây vào buồng lái. Kết quả cơ trưởng béo này đã kích động cực kỳ. Cơ trưởng chuẩn bị quay về nhà ngay. Cơ trưởng đã thêm cho X một công cụ phát video ra bên ngoài. Đầu tiên là muốn xem thử trạng thái ở trái đất. Kết quả thứ xuất hiện trên màn hình lại là Wee. Cơ trưởng ra lệnh, lập tức cho tàu vũ trụ quay về. Không ngờ Auto lại bắt đầu làm phản, nói muốn phá hủy mầm cây. Nó đã nói với cơ trưởng, 700 năm trước con người các anh còn có một bí mật. Là thế này, tổng thống lúc đó đã từng ra lệnh bí mật với Auto, rằng trên trái đất sẽ toàn là khí độc, kế hoạch dọn dẹp chắc chắn không thành công. Thay vì quay về xây dựng lại quê nhà, thì chi bằng ở lại trong vũ trụ. Cho nên ông ấy đã cho Auto một chỉ lệnh cuối cùng, nội dung là con người mãi mãi không được quay về trái đất. Giờ đây, Auto mới cố gắng ngăn cản họ như vậy, kiên quyết